Em đang làm gì đó em? Cái hình cái hiện tượng này nó cũng giống như cái dây mướp của mình đó. Nếu các bạn nào mà biết cái lý do mà sao mà cái cây cam này mình trồng chắc cũng khoảng được chắc khoảng 5 tới 7 năm em hả? 5 năm rồi đó. Là trái thì cũng có mà đây là cam quýt nha. Nhưng mà nó bị chung một cái triệu chứng giống y như hai cái dây mướp của mình á. Cái dây mướp của mình nó lên đẹp quá trời luôn mà tự nhiên không cái là nó khô. Nó khô y chang như cái này luôn nè. Để bây giờ mình dẫn các bạn qua coi cái gốc cây mình mới vừa tỉa nó xuống nha. Đó, đây là vườn rau đây. Anh chưa nhổ cà chua, anh chỉ dẹp nó qua bên thôi đó. Ươm mấy ớt nè. Đó. Rồi đây. Đó. Cái này là mới vừa tỉa nó xuống hết nè để cho bà vợ bà dục hết vô trong thùng rác nè. Đó, đây nè. Rất là tốt, ngon lành, nó xâm xà luôn. Mà tự nhiên không cái lá nó màu vàng khè cái nó khô băng hết. Không biết tại sao luôn. Đó, ở bên đây thì trên cũng trồng mấy cây này là cây mận nè. Thì nó đâu có khác biệt cái gì đâu. Còn ở sau nè, nguyên một cái cây cái này là cái gì quên rồi, ơi hồng nè, hồng giòn nè. Đó xâm xê. Còn đó cần bơ rồi trên là trồng trong chậu kìa. Đó cả đống luôn. Đó thanh long. Không biết coi gì nó chích mà sao nó lượn ngay cái cây đó, nó chích là sao ta? Cuối cùng thì John cũng đào lên được cái rễ đây. Nguyên cái rễ khô của nó luôn. Nguyên cái cành cái khô. Dục nó vô trong đây. Đó. Nó bị băm tùm la hết. Không biết nó bị gì nữa. Ngộ quá. Ok, bây giờ nếu cái đó chết rồi thì mình sẽ cho anh sẽ tìm để coi bỏ gì vô. Cho anh có một cái cây cây xoài. Cây xoài này nè, đó, này cũng tôi nghĩ cũng khoảng được 4 5 năm rồi đó. Đó. Này cũng là cho anh ương từ hộp nha. Xong rồi hoặc là cái bơ. Cho anh có cái bơ nữa. Thì trên có cây nhỏ này. Cây nhỏ này chứ không khoảng được 9 tháng hoặc 1 năm rồi đó. Còn cây bơ này. Bơ này thì rất là to. Đó các bạn thấy chưa. Đó cái bơ này nè. Đó. Mấy cái trái bơ này là mấy cái hộp mà cho năng là bự lắm. Cho nên là cho mới ương nó lại. Đó. Còn xoài nữa. Cho nó ương đầy xoài hết. Xoài nè. Lên cái tàu luôn. Cái đó xoài đó. Này ớt, bên kia cũng có cây xoài cũng đẹp. Nhưng mà nghĩ là chắc là một là chắc bà xã chắc bà đòi bà thích nhãn thì chắc là phải đi có khi bữa nào dẫn bà đi tới cái chỗ vườn cây. Cái nhãn đó vẫn nó tùy theo cây, cây nhỏ thì vẫn 200 hoặc 350. Mất công mà chở nó về. Bây giờ bả thì phải thích là mấy cái bầu bí mướp rồi nè. Đó, mới vừa đỡ cho nó vô. Mới vừa tưới nè. Ôi cà nè. Cà nó lên là giờ đưa lên cái sàn này luôn. Nó lấy cái sàn này không cho cà đâu nha. Để cà nhiều quá. Này để cho mướp đi đó. Nó mướp lên. Mà cà này ăn bún riêu là hình như cà năm ngoái vẫn còn trong tủ lạnh đông đá đó. Mỗi lần bún riêu là lấy ra thôi. Mới cho vô hai bao phân, một bao phân, hai bao chứ. Còn đây thì cái này là cái loại nho. Cho anh nói thiệt là sau khi làm cái vàng này dưới vàng trước là cho với vợ là đi mua là gặp nho đâu là mua đó. Bây giờ là không biết bao nhiêu loại nho nữa, chứ phân bao cũng loại nho. Ở đằng sau này á thì chưa có trái. Ở đằng trước thì có trái rồi. Đó, bây giờ nó bắt đầu lên cái vàng rồi. Mốt là nó lên cái nhà chó này là sẽ cho nó mát mẻ luôn.